Xin chào bạn. Hôm nay đại lý Inac Tour chúng tôi xin giới thiệu bạn có một vòng cầu hai khối có mã hiệu là AC700VN. Đây là vòng cầu hai khối có tương đối là có rất là nhiều khách hàng ưa chuộng vì với vòng cầu hai khối như thân nó khá là đầy đặn, khá vuông vức, dễ vệ sinh ha. Vòng cầu này thì có kích thước là 750, chiều dài bề ngang là 365, từ sàn lên két nước là 760. Đối với kích thước này theo tôi thì nó cũng tương đối là lớn nên chúng ta sẽ lắp được những nhà vệ sinh vừa thôi. Chứ còn nhà vệ sinh mà nếu mà ngắn quá chúng ta sẽ dễ vướng này nọ ha, chúng ta sẽ chọn cái mẫu khác. Thì cái bồn cầu này có hai chế độ xả, là xả đại tiện là 5 lít và chế độ tiểu tiện là 3 lít ha. Và cái bồn cầu này thì là ngoài kết hợp với nắp nhựa, chúng ta có thể kết hợp với nắp rửa cơ, nắp điện tử khác nhau ha, tùy chúng ta lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan cái bồn cầu này một lượt. Bồn cầu này là có kích thước chuẩn là 300 mm. Về thông thoát cộng trừ 5, chúng ta sẽ sử dụng là cái ống thoát là khoảng 110 ha. Là chúng ta lắp ống 110 là chúng ta lắp đặt được, và dùng cái này dùng con thọ rời bằng nhựa. Và chúng ta sẽ đi kèm chúng ta là có sẽ có dây cấp nè, van khóa, van tê chia nước á. Chúng ta lắp đặt có thể chúng ta lắp đặt chung với vòi xịt là chúng ta có thể lắp đặt được rồi. Và bồn cầu này thì được sản xuất ở nhà máy Inac Việt Nam nha mày. Thì cái mẫu này á thì cơ bản thì nếu mà đối với khách hàng mà thích những cái có kích thước đường cong, đường tròn thì sản phẩm AC700 này là sự lựa chọn rất là phù hợp. Và bồn cầu này á, thì tuy là nó sản xuất cũng khoảng khá là được vài năm rồi, nhưng mà hiện tại đây thì sự lựa chọn khách hàng về sản phẩm này cũng là khá là bằng cao. Và mẫu này á, thì đang được trưng bày ở showroom Inac Tôn Đức của tôi. Thì quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng với clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.